Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên trên nhà em Ly. Thì hôm qua em Ly có điện cho mình bảo là hôm nay vào nhà em, nhưng mà không biết là nhà em làm cái gì. Làm cái gì đây? Khói tung mù mịt này. Chào anh. Chào Ly, chào hai vợ chồng. Em chào chị. Làm gì ấy? Hôm nay nhà làm gì? Lên đây anh hỏi trước. Lên đây. Anh mua ít rau lên cho nhà hai vợ chồng trồng này. Đây rau trồng nữa nhá, không phải rau ăn đâu. Tí ra lấy lên cho nhà cô một tí nữa. Cái này thì chia ra thành nhà. Đây em chiều anh này. Chia vào túi này cho. Lấy rau mùng tơi này là trồng này. Trồng ở đằng sau này này. Phải trồng tốt mà. Tha hồ, trồng tha hồ mà ăn. Được rồi, cái này để nhà em. Cái kia tím này. Cái này chia ra. Hôm qua là đi đâu? Hôm qua? Ừ. Ở nhà thôi à? Nhà làm. Anh tưởng hôm qua đi đâu mà. Cái này chia mỗi người một túi này. Đấy, cái này chia nửa ra. Hôm nào trồng ở dưới này nhá, bảo vợ nhá. Phát ở đây này, xong trồng ở đây này. Ừ, khu vực này đất tốt mà, đây này. Trồng cá nó tốt này cơ mà. Thế hôm nay là cúng à? Nhưng mà cúng cái gì ấy? Cúng về liên quan về vấn đề gì ấy? Thế có làm cơm ăn không? Có mà. Làm cơm chưa ăn à? Thế làm à, cúng xong rồi mới được ăn cơm à? Thế xong lúc nào là ăn lúc đấy à? Vâng. Đấy em chia chưa? Chia được. Chia à, lấy cái túi này vào cho anh. Túi này vào đây cho anh. Đấy, xong nhà em là cái kia nhá. Túi hết vào đây cho anh. Cái này là tí anh lấy lên nhà cho nhà cô một nửa, nhà em một nửa nhá. Ok, anh mua cả gói hạt rau dền rau ấy hết rồi đấy. Mỗi nhà hai gói thầu mà trồng nhá. Hôm nay trồng khu vực này nhá. Vâng. Anh có được vào trong đấy quay video không? Đúng hả? Không, trong nhà ai? Trong nhà. À. Có sao? Chắc điểm à? Chắc điểm. À? Em là chủ nhà thì anh hỏi em chứ em bảo chắc được hay không? Được không chị? Chị là gì của Ly? Bà ngoại đấy. À, bà ngoại cả. Ôi dồi ôi, bà ngoại nhìn trẻ thế. Bà ngoại trẻ quá. Bà ngoại chắc là đầu 8 thôi. Chị sinh năm bao nhiêu? Chắc thì 8 năm thôi gì đấy. Thế gọi bằng chị thôi, em 90. Bà ngoại Ly trẻ thật đấy. Đấy, con gái đã lớn tướng này. Nhìn như kiểu hai chị em. Điện thoại cho ai? Anh Phành cái nó thuê bao đây. Anh Phành đi lên, đi lên trên kia rồi. Quản bạ rồi. À đây à? Đấy, nhìn bây giờ lông nó đẹp ra nhờ. Thả được một thời gian nó bắt đầu lông nó đẹp rồi. Chiều mấy giờ mới thả nó đi? Mình nhà không có việc thì sáng mình thả rồi. Ừ, thế nhà sáng có việc thả. Là chiều mới thả ra. Vâng. Có việc thì chắc chiều. Đấy, dọn dẹp chuồng sạch vào nhá. Vâng. Đừng để bẩn nhá. Vâng. Rồi. Bây giờ đi vào trong nhà đi. Vâng. Đấy, nhà em muốn trồng được giềng đây. Giềng tốt này cơ mà. Đây trồng gừng à? Vâng. Đấy, lúc nào mà hôm mai trồng ở đằng sau tét kia nhá. Vâng. Xong là rào vào, lấy cái que rào vào, không gà nó vào bới nhá. Vâng. Em chào anh. À, em chào anh nhá. Cái này có cúng lâu không anh? Có. Khoảng mấy tiếng?
Chắc tôi còn cả ngày. Là buổi sáng đó. Cả ngày. Cả ngày luôn á. Thế chiều tối mới ăn cơm à? Ừ. Có làm cơm ăn không? Có. Thế cái này về cúng về cái vấn đề gì anh? Cúng về gia đình cái kiểu là con ma nhiều đấy. À, con cái cúng để đuổi ma. Đấy. Đuổi ma trừ tà kìa. Đấy. Anh là anh em với nhà Ly à? Anh là anh ngon... ông ngoại này. À, anh là ông ngoại của Ly à? Vâng. Thế anh trẻ thế nhỉ? Ông ngoại Ly à? Thế bà ngoại Ly à, trẻ quá. Chắc là anh... cũng trẻ rồi. Anh sinh năm bao nhiêu? Đầu 8. Thế đầu 8 là trẻ rồi. Đây là ông ngoại của Ly. Mới có sinh... chị là sinh năm 84 phải không? 86. 86 nhỉ? Vậy em gặp chị ở ngoài rồi. Ông ngoại với bà ngoại sang đây hết. Em quay video này có sao không? Không sao đâu. Không sao đâu chứ. Bình thường thôi chứ. Bình thường thôi chứ. Bình thường chỉ sợ mình không cho mình đi. Lúc nào cũng là không cho mình đi qua cái cửa này sợ. Lúc kia về. À, thế lúc đấy em phải đi qua cửa này vào rồi. Không đi được. Nhưng mà ví dụ như là sợ những cái kia đuổi ma đấy. Có nghĩa sợ ma ma chạy từ ngoài vào là và va vào mình à? Vào mình ngã ngửa luôn đấy nhỉ. Hay đó con má, con lọt sẹo lọt tổ chiết bây giờ con, Hey,
chị. Anh em bây giờ anh đi lên trên chỗ nhà cô một tí nhá. Vâng. Ờ, nếu mà tí quay lại được anh quay lại. Vâng. Tí, thế tí, lúc nào cúng xong mới ăn cơm à? Vâng, lúc nào xong mới ăn cơm. Đấy, nên cái cúng này anh cũng không biết, không nắm được đâu. Chẳng qua hôm nay anh tưởng là nhà em làm gì thôi. Thế là cúng cái này thôi chứ. Vâng. Ờ, bây giờ anh đi lên anh giả tiền vật liệu cho Trung đó. Vâng. Ừ, anh Trung bây giờ anh đang chở vật liệu vào cho nhà cô ấy, nhà cháu Pó ấy. Nên anh lên đấy anh giả tiền. Vâng. Xong là bảo là cô chuyển vật liệu vào đấy. Nhá, anh vâng. Đi đây nhá. Vừa ở nhà em Ly ra thì gặp bọn trẻ con đang chơi ở đây. Hai, nốt ha. Nào, từng người một, em hai viên. Bác. Em xin bác á? À? Ừ. Dạ. Cháu xin chú. Ừ, em xin bác, khiếp. Vằn thế. Ờ, đấy. Em xin chú. Ừ, đây, em mỗi người hai viên. Cháu xin chú thôi, không phải em xin đâu. Cháu xin chú. Ừ, cháu xin chú à? Đây, chưa được phải không? Đây, chia nhau. Đây. Cháu xin chú. Ừ, ngoan lắm. Rồi, chơi tiếp đi, nhá. Bye bye đây. Bye, chào đi. Trời, cho cái kẹo mút đây này, còn sót một cái này. Hôm nào lên, ừ. Hôm nào lên cho tiếp nhá. Nhớ. Nhớ á? Ừ, nhớ nhá. Hôm nào lên lại cho tiếp. Chú về đây. Hello, xin chào. Xin chào chú nhá. Ừ. Ok, chú đi về đây. Đấy, bây giờ thì em Trung là lên đến đây à, chở vật liệu cho nhà cháu Phó. Đi lấy cháu về giải khu này à? Ờ, đấy, giải mới đi được, còn tí ở trơn không đi được. Mỗi đoạn này thôi mà, phải không? Hôm nay trời khô khô rồi. Ai đến giúp em? Tỏa đến giúp em chở xi đi. Chào Tỏa nhá. Chào. Đến giúp cô à? Lùi xe lên đây để tí xe nó đổ xi ở đây luôn. Tí hai anh em cố gắng chở xi vào trước không sợ tối nó mưa ấy. Đấy, cô đi lấy chấu về giải khu này. Đoạn này dốc, trơn. Không giải chấu này mới đoạn này thôi mà. À vợ cô ơi, anh bảo này tí lấy rau về trồng nhá. Hôm nay anh mua lên rau nhiều loại rau lắm. Rau mùng tơi này, rau muống này, rau dền này, với cả cà tím ấy. Tí nữa lấy về trồng luôn. À. Đổ đây được không? Cái này nhỉ? Đổ đây này Trung ơi, đổ đây này. Tỏa dắt hộ anh cái xe này đi lên trên kia ấy. Để cho đủ và sát vào đây. Từ từ nha, từ từ nha. Nữa đây, được rồi. Đổ đi. Bốc xi đã. Hả? Bốc xi đã. À, bốc xi trước à? Ờ nhờ. Thế để hẳn cái xe này ra đây đi. Anh đừng đổ cả xi xuống luôn. Bao nhiêu bao? 14 bao anh. 14 bao à? 14 bao có đủ không á? Đủ không? Không đủ đấy. Hôm trước là xài tính là đủ đấy, thợ xây tính đàng hoàng đấy. Thợ xây không chuẩn đâu. Không chuẩn à? Không phải thợ kính đâu. Không xài kia cũng được mà. Vẫn chưa được máy đâu. Em có biết xây không? Xây thì bình thường.
Bình thường xây được gì? Chưa làm được. Chát chưa làm được à? Bánh nghe này chắc cũng chưa xây mà. Xây thì vẫn biết nhưng mà chát thì chưa làm được. Đơn giản mà, xây có gì đâu. Xây viết là. May mà có cô đến hộ nhỉ. Đấy vứt đè lên nhau đấy đó, đỡ bị nứt ra. Đỡ bị vỡ ra. Ừ. Cứ vứt đè lên nhau được mà. Đoạn dưới trời quá. Cái đoạn kia không đi được à? Thế có phải giải chấu không đấy? Cô có đi xuống đây không? Đổ luôn đây được không? Đổ đây thôi. Đổ đây luôn đấy. Ờ. Đổ đấy nó tràn ra. Cái bao kia vỡ ra tí cho vào bao tải cho vào nhá. Hai ba bao đấy. À? Hai bao thôi. Ba bao thì lấy vào ấy đi. Lấy vào cái bao tải trắng này này, khoát sạch vào đấy. Không nó phí ra. Có một cái cây này. Cây về để đây xong chưa bắt luôn. Ừ. Không sao đâu mà, mai mình đổ luôn mà. Không cần xếp đâu mà, tỏa tí cho xe lên luôn. Nhưng mà xếp để tí là đủ cát đấy. Đây cát đủ gọn đây được mà. Cát từ xưa em đổ lên đây em đổ này. Đổ đây á. À? Em đổ đây được mà chúng ơi. Đổ cạnh này này. Để đây, để tí có đường đi, bởi vì tối nay chưa chắc đã chuyển được cát, phải mai, sáng mai cơ. Sáng mai cô nó, cô mới nhờ người mà. Mai nắng thì đẹp. Đây này, bây giờ trời nó hửng nắng rồi đây. Đến lúc cá nấy cứ gọi chở đến cho nhà xính ấy. Nhà xính xây chưa? Xính xây được một thế mà. Xây sẵn không ấy. Liên tục. Đủ 14 bao chưa? Trung 2, 4, 6, 8, 10. Quá chờ. 2, 4, 8, 9, 10, 2, 2, 6 thôi. 10, 4, 3 mà, đếm ra nào. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 bao đây. Đoạn. Không xoay ra, xuống bóng ra. Bao trong kia nữa, 14. Còn chính cái màu vỡ. Bao kia tí lại hót vào nhá. Hót một tí cái hót vào ấy. Nào mai mình cũng đủ mà, nên là hót vào được mà. Thế tối nay cô phải nhờ người từ tối nay nhá. Cát bây giờ chẳng biết khối bao nhiêu, tí hỏi Trung em thanh toán tiền cho Trung luôn. Cát á? À? Họ bảo 300 lên đây cơ mà. Trước em mua là bao nhiêu? Trước thì vẫn là tôi chưa xe đâu. Hả? À? Xe to cái là một xe chiều 2 nhưng mà xe này đây đấy cô, giải luôn, đấy. Bé quá nhờ. Thôi cứ đổ ra đi, mai hót sau cũng được, không sao đâu. Đưa Trung ơi, đổ đây. Đổ thẳng phát là được. Hết rồi, không có gì nữa đâu. Tí cứ chuyển xi xuống trước nhá. Nếu mà chuyển được cát bao nhiêu được nữa thì càng tốt. Không thì mai nhờ anh em sáng mai một phần là chở, một phần là hộ nhau chở, xong là mai đổ luôn mà. Phải xem sẽ có chuyển hết được không. Ừ. Vì ra là đi được một chuyến được một bao thôi. Khó này. Ờ. Một chuyến một bao không được.
có 14 bao, hai anh em mỗi người đi 7 chuyến là hết mà. Anh đi hổ một chuyến. Anh đi sợ là bị lẻ. Biết thế đấy, lên biết thế mang ít mấy cái vỏ bao xi này nhà làm gạch ấy. Mang lên cho chuyển cho nó dễ. Đúng không? Quên mất đấy. Đây, ở đây còn không có bao chuyển ấy. Bao chuyển có chục cái bao trong. Ờ thế có. À thế đủ, thế chục bao thì thừa. Bao không đủ đâu, nhiều người thì. Thế từ đây đến chiều có ra ngoài kia không? Chục bao có phải 10 xe chở một lúc đâu. Không, một xe có lúc hơn 10 xe đấy anh em. Ra ngoài kia thì lên chỗ nhà anh mà lấy vỏ bao. Thế tối nay nhờ được mấy người bảo anh nhá để anh mua đồ ăn liên tiếp nhá. Người trên này không biết bao nhiêu người đâu, ít nhất phải trên 30 người. Ai chào. Anh em trên này thiệt thiệt đông thế. Làm một lúc là hết rồi. Trên này nhưng mà mai là đổ chuyển là đổ luôn đấy nhá, cô nhá. Gói gọn luôn một ngày một buổi luôn. Xong lúc nào ăn cơm lúc đấy nhá. Rồi, thống nhất thế mai trưởng thôn về rồi. Hôm nay là trưởng thôn đi thanh minh ở trên quản bạ rồi. Về sớm à? Về sớm hơn à? Đi đâu em? Đi một bao thôi, đi cứ một bao một thôi. Anh Tiên lấy cái bao vỏ bao to to vào, rót vào anh ạ. Không đi nó rơi ấy. Bao bé cũng được nhưng mà hốt nó lẻ làm hay bao thành bao. Đấy. Nhưng mà so về cũng tầm tầm này cũng là được. Chúng ơi bao tiền đấy anh gửi? Xe cát là 6 triệu. Với lại xi măng ấy, xi măng là 14 bao nhỉ? 14 bao là... Là bao nhiêu? 2.440.000. 2.440.000 à? Thì tính cho 2.400.000 tròn đi. Ừ. Đúng không? Ok. Đây, anh gửi tiền này. Anh muốn tiền lẻ? Không có. 2.500.000. Để em lấy tiền lẻ nhá. Lại đi luôn à? Em đi luôn, đi về bốc gạch. Thế em đi trước anh, tí anh về sau. Anh chưa về bây giờ. Tí anh còn đi vào nhà Ly một tí nữa. Thế à, thế em về trước nhá. Anh em sau nhá. Về nhá. Không là nhà Ly nó có thầy cúng rồi đấy. Chắc là bây giờ còn chưa em còn có khách. Hôm nay nhà Ly cúng mà anh vừa vào trong đấy lên đây. Hôm nay nhà nó mời thầy về cúng giải hạn về hức gì hay là cái gì ấy. Nói chung anh không biết đâu. Phong tục thì anh chịu rồi. Phong tục mình đi không có cái gì đâu mà. Mình đi chơi hổ nó là cái gì hết. Chờ đã hả? Về nhá chúng nhá. Em về nhá anh ơi. Cảm ơn nhá. Cô ơi cầm cái rau này móc vào xe này. Ở đây đấy, bảo mẹ đi. Bảo mẹ là cầm đi trồng nhá. Đây toàn rau trồng thôi. Trồng có rau ăn. Mùa này đang rau mùng tơi mà trồng một thời gian là tốt ngay. Tha hồ mà ăn. Anh thấy nhà em có mỗi cái rau ngót thôi. Đúng không? Rau ngót với rau bắp cải nhưng mà bắp cải bây giờ nó hết mùa rồi. Bây giờ mình phải trồng rau muống, rau mùng tơi. Cô Thắm, cô Tina là ở bên Mỹ ấy. Lần trước là có gửi hơn 3 triệu ấy. Là anh mua giường này, mua đồ linh tinh vào cho nhà cháu phó ấy. Nhá. Em rất cảm ơn mấy cô. Đấy, còn thừa đúng 1 triệu xong là cùng với cả chị Bình ở Nha Trang là chị gửi cho anh thêm 1.500.000. Tổng là 2.500.000. Là hôm nay giả vật liệu là hết 2.400.000 rồi, còn thừa 100.000 thôi. Mai anh sẽ bỏ tiền ra anh mua giúp em là giúp em cái tiền thức ăn đấy. Để mai anh em đến hộ chở cát này về nhá. Rồi đi. Bây giờ anh đi xuống dưới kia cùng. Anh không xuống nữa, anh đi về thôi. Thôi anh đi về luôn đây. Mai anh lên nhá. Hôm nay là trưởng thôn không có ở nhà. Mai thì chắc là chiều tối nay trưởng thôn mới về. Cả em muốn đi vào nhưng mà em bảo hôm nay anh lên thì em mới không đi đâu. Thế mai là tập trung hộ nhau làm xong lúc nào ăn cơm lúc đấy nhá. Mai bảo nhờ anh em.
Thôi anh đi về đây nha. Em mới chở đi. Lấy xi về trước, trong che vào nhá, không mưa nhá. Xin chào. Đi cẩn thận đấy, đường trơn đi cẩn thận thôi, đi từ từ thôi. Đấy, thế là cái tiền xi với cả cát vật liệu này này. Thì tổng cộng là hết 2.400.000. Thì chị Bình ở Nhà Trang có gửi cho 1.500.000 này. Với cả cái tiền hôm trước cô Thắm gửi mua giường với hỗ trợ nhà em, nhà cháu Pó làm vách đấy. Thì mình cũng đã bù vào đây để đủ số tiền mua vật liệu để láng nền nhà cho nhà cháu Pó ấy. Còn mai sẽ mua thức ăn nhờ anh em đến giúp một buổi nữa là xong. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.